Hân xin chào cô chú anh chị và các em. Hôm nay Hân chia sẻ cách làm thịt heo quay nhé. Hân làm cũng nhiều lần trước khi đăng video này. Hân đã rút ra được một số kinh nghiệm. Làm thịt heo quay ra ngoài vàng giòn tan, trong thịt mềm hương vị thơm ngon. Mình cùng vào bếp làm thịt heo quay với Hân nhé. Nguyên liệu mình có: thịt ba chỉ 800g, hành tây 1 củ, bột gạo 50g, rượu 50ml, hành tím 3 củ, tỏi 3 củ, gừng 1 củ, chanh 3 quả, hạt tiêu xay 1 thìa cà phê, muối 1 muỗng cà phê, đường 1 muỗng cà phê. Bước đầu tiên là mình đi sơ chế thịt ba chỉ. Mình cắt 2 quả chanh vắt vào thịt và muối xoa đều rửa cho sạch sẽ, lớp da được trắng đẹp. Để lúc nữa mình làm thịt cho ngon. Rồi xả nước rửa sạch chừng 2 phút là xong rồi các bạn. Thịt của mình đã sơ chế xong rồi. Lúc này mình đem thịt đi luộc. Bắc nồi chừng khoảng 2 lít nước, cho thịt vào luộc, cho 50ml rượu vào, cho 1 thìa cà phê muối, cho hành tây, hành tím đập dập cho 2 củ, gừng đập dập đã chuẩn bị nãy rồi cho vào. Mình luộc chừng 20 phút, cho thịt được chín ngấm gia vị. Sau thời gian luộc 20 phút, mình đảo qua để thêm 5 phút cho thịt chín đều. Mình sẽ lấy ra, thì miếng thịt lúc này đã chín đều rồi. Mình vớt ra để cho nguội. Trong thời gian để thịt nguội, mình đi chuẩn bị gia vị ướp thịt nhé. Mình lấy 2 củ hành tím, 3 củ tỏi, 1 nhánh gừng, xay ép lấy nước hỗn hợp để nát nữa mình ướp thịt đấy các bạn. Thịt nguội mình tiến hàng tẩm ướp xoa đều nước hỗn hợp hành tỏi gừng, cho miếng thịt được thấm. Khi quay thịt sẽ rất thơm ngon. Lúc mình chiên sẽ không bị cháy. Sau đó mình vắt 1 quả chanh lấy nước cốt và nửa muỗng cà phê muối. Mình quét đều lớp da. Lúc mình chiên nó sẽ phồng đều và đẹp. Sau đó mình để cho thịt được khô ráo khoảng 30 phút. Lớp da của miếng thịt khô thì mình mang đi chiên nhé. Trước khi chiên mình đã chuẩn bị một chảo dầu sôi rồi. Cho vào vò chảo dầu khoảng 1 muỗng canh bột gạo. Để khi chiên không bị văng dầu, không bị bung nổi nhiều nhé các bạn. Mình cho thịt vào mình chiên. Mình cho lửa vừa vừa, mình đảo cho miếng thịt được vàng đều khoảng 5 phút. Sau đó khoảng 3 phút mình cho lửa lớn để mình chiên. Cho lớp da nó phồng, nó đẹp cho nó ngon nha các bạn. Đây, miếng thịt của mình đã chín và vàng đều rồi các bạn. Các bạn coi này, miếng thịt đã vàng đều rồi, mình gấp ra nhé. Trong khi đợi thịt nguội, mình đi pha nước chấm. Đầu tiên là mình cho 2 muỗng đường, uống nước cốt chanh. Mình cho vào để có vị chua chua mặn mặn. Cho 2 muỗng nước lọc, 3 muỗng nước mắm đầy. Sau đó mình cho tỏi gừng băm vào. Và cắt quả ớt cho vào. Các bạn ăn cay nhiều hơn thì cho nhiều tùy theo các bạn nhé. Lúc này mình mang thịt ra mình cắt nhé. Miếng thịt bên trong cảm nhận nó thơm mềm lắm luôn các bạn. Như vậy là đã xong rồi đó các bạn. Mình dọn ra ăn thôi. Mời các bạn nhé. Món thịt heo quay ăn kèm với rau thơm, sung muối chua chua giòn giòn và cơm. Ngon lắm luôn các bạn. Thịt quay chảo chấm với nước mắm chua chua ngọt ngọt. Miếng thịt heo quay ra giòn xốp tan luôn. Bên trong mềm ăn thơm ngon lắm, cảm giác thật là tuyệt đó các bạn ạ. Video chia sẻ cách làm món thịt heo quay chảo giòn tan của Hân đến đây là hết rồi. Hân chúc cô chú anh chị, các bạn và các em làm thành công và ăn ngon miệng với món heo quay này nhé. Nếu có thắc mắc gì cứ để lại lời nhắn hoặc nhắn tin cho Hân. Hân cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt. Thank you, bye bye.